Rồi, hãy con mình đang có mặt ở căn hộ Tạ Quang Bửu, quận 8 Sài Gòn. Tối ngày 1 tháng 10, 2017 và đêm nay dưới khu căn hộ của tổ chức đón hội trăng rằm trung thu. Trời Sài Gòn đang mưa. Mình múa lần cũng phải vô hội trường múa nè, mở gì vô trong nha. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.